Chào các bác nhé, buổi sáng ngày mùng 9 tháng 1 2021. Thực sự là thời tiết hôm nay nó đỡ dễ chịu hơn các bác ạ. Đỡ lạnh hơn, đỡ giá hơn, đỡ buốt hơn so với ngày hôm qua. dù rằng là thời tiết nhiệt độ bây giờ vẫn là 9 độ thôi, buổi sáng ngày hôm nay cũng chỉ là 9 độ. Rất là lạnh, thực sự nhưng mà nó không có những cái cơn buốt nó thổi ấy như sáng ngày hôm qua buốt nó thổi thổi đến đâu là mình tay mình buốt đến đấy nhưng hôm nay cảm giác dễ chịu hơn các anh chị ạ nên là cái việc hái táo nó cũng thuận lợi hơn nhé sáng nay thì cũng sẽ hái táo này máy nước này rồi thì túm lại là làm những công việc trong ngày hôm nay thì gửi đến các anh chị một chút về cái tình hình táo đã đang thu hoạch ở chỗ nhà em nhé cái lứa này thì táo nhỏ các anh chị ạ táo nhỏ nhỏ nên nó đang bao chín tương đối là trắng rồi buổi sáng này thì nó hơi lạnh một chút nên là không chưa muốn ăn táo các anh chị ạ còn táo thì rất là ngọt nhé cực ngọt cực sạch nhé vì cái thời điểm này thì gần như là không phun thuốc sâu gì luôn các anh chị ạ gần như không phun hơn một tháng nay rồi gọi tháng rưỡi rồi chưa phun cái gì cả chưa phun phóng không gì bởi vì bệnh thuốc bệnh thuốc sâu thì phun khi quả còn non thôi còn khi mà thời trời tiết rét này này thì gần như không còn sâu này và bệnh không còn này mọi thứ không có này nên là táo rất là sạch và rất là ngon đấy thì uh, buổi sáng lạnh một chút nhưng mà mình hái táo thì cũng cảm giác ấm cái chuyện đầu tiên là uh, cái, um, cái 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 uh, tốc độ về cái nhiệt nó sẽ tăng lên này Bởi vì càng trưa thì nhiệt độ nó tăng lên cũng dễ chịu này hai là khi mình hái thì mình có cái bao tay tức là mình có cái găng tay ấy. mình hái đấy thì cũng ok thôi không vấn đề gì cả nên là cái ở góc độ về 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 lạnh thì không sao cả. Hai nữa đặc biệt nữa là táo nó cũng có giá. Giá nó khoảng tầm uh, uh, bây giờ đang bán là hôm qua hôm nay là 27 28, 28 như một cân các anh chị ạ. Giá đấy giá táo xuân nhé táo đài thì 30 35. Đấy, đây thử cũng quả luôn cho các bác ăn, mời các bác ăn nhé. Những cái đám này thì hái rất nhiều rồi, hái gọi là tan tác rồi. Thế nhưng còn rất là nhiều nhiều quả các anh chị ạ. Đây, quả này, rất là to rất là bóng và rất là đẹp nhé. táo thì làm để muốn làm đẹp được thì phải làm cho nó lớn quả, bóng quả, quả nó mã vàng và nó có khứa lên này lên. muốn làm được được, muốn làm được quả nó như vậy thì chỉ có tăng cường phân và nước đấy. và khi thay kỳ quả còn non thì phun sâu phân bệnh cho nó không cặp vào quả này này, đấy. không cạp vào quả này này, đấy. thì là nó khác đẹp thôi cái chuyện. Đấy. tức là mình thì quan niệm là làm thì nó vẫn phải đẹp mã đẹp chất lượng đẹp ngọt ở trong rồi nhưng vẫn phải đẹp mã nhé các anh chị nhé vẫn phải đẹp mã thì thì mới có giá được nhé đấy đây, lượng quả các thứ ở trên cây thì cũng là chín hết rồi cơ bản là lát sẽ hái được xem là được nhiều không thôi nhé các bác nhé à, để mời các bác buổi sáng này nói là lạnh không muốn ăn để mời các anh chị nhưng mà vẫn cố ăn một quả mm, mm, mm. Mm, ngon quá mà hơi lạnh <laughs> ăn như cắn vào đá các bác ạ rất là ngọt nhưng mà lạnh quá buốt răng luôn này. ăn quả táo buổi sáng buốt răng ừ. Đấy, cái lượng quả quả này uh, chưa chín này quả này chưa lớn này Đấy, quả chưa chín cả Đấy. Đấy, quả trên cây nhiều lắm ừ, lạnh quá các bác có lạnh không quả của nó trên chị nhỉ? nhìn cái mép cuống của nó 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 khoanh tròn nên nhìn rất là đẹp luôn nhìn như là quả táo 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 tàu, 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 tàu rất là thích nhé. Đấy. À. Còn thì trong một thời gian tới thì em sẽ làm cái clip phân biệt giữa táo đài loan này, táo xuân này, táo đại này và một loại vài loại táo khác. ví dụ như táo đào vàng, táo chua thì quả nó nhỏ hơn thì dễ phân biệt rồi. nhưng táo xuân, táo đại thì quả nó kích thước nó cũng tương đương nhau các anh chị nhé. lạnh quá, buốt run tay rồi nên là à, bỏ quả này nhé. Ừ. Đấy, những cái chùm quả của nó các anh chị nhìn này ừ. quả này nó lớn quả này vẫn đang thanh niên à gọi là đang thiếu nhi thôi chưa lớn nhé Đấy. Đấy, buổi sáng thôi nhìn, nghe tiếng um, hái của lùng quanh đây tất cả các vườn đều hái các anh chị ngày nào cũng hái cũng đều nghe tiếng hái rầm rầm cả ừ tiếng lột cột tiếng táo uh, uh, vứt vào trong uh, trong chậu trong xô nghe lột cột rất là vui tai nhé nên là uh, ở cái góc độ mùa này chính là mùa thu hoạch của chỗ nhà em nhé Đấy thì em cũng giới thiệu thêm với anh chị là đất lục ngạn thì chỉ có hoa quả thôi. Đấy, và nó là cái thủ phủ hoa quả lớn nhất miền Bắc. Ngoài vải thiều nổi đã nổi tiếng từ lâu ra thì còn có cả cam bưởi và bây giờ là táo đây nhưng Táo thì ở chỗ nhà em cũng làm được 20 năm rồi Đấy các anh chị nhìn thấy cái gốc của nó có bự không? bự không ạ? Anh... Nhiều anh chị cũng hỏi là cái những cái gốc này thì bao lâu thì được thì phải thay đúng không nhỉ? Đấy thì em cũng xin chia sẻ với anh chị là có nhiều nơi người ta làm đến 30 năm rồi táo vẫn ra quả đẹp. Đấy vẫn đẹp. Còn thì, ở góc độ chỗ nhà em thì khoảng hơn 10 năm là chăn chán là muốn là thay gốc. Đấy nhưng với gốc này thì cũng gọi là này, nó gió này, nó gió nó rụng quả đẹp này các anh chị này. Đấy, dụng quả rất là đẹp nhé đây những gốc nó rất là to cái chị nhìn đấy xù xì chưa cổ đụ cổ thụ chưa rất là to nhưng quả trên cây thì vẫn là đẹp đúng không ạ đấy, thì chỉ khi nào chán thì thay thôi chứ không thì các anh em cứ để thay bắt quả bình thường nhé đây, lượng quả đây các anh chị nhìn thấy ạ bình thường không có gì cả thu quả vẫn ô rất là ok không phải lo nhé đấy thì uh, cũng giới thiệu thêm các anh chị ăn uh, hoa quả đất lục ngạn là như vậy nhé hay còn um, mấy ngày hôm, hôm vừa rồi thì cũng đoán rất nhiều các anh chị cũng về thăm vườn cũng như là gửi ngày nào cũng gửi đi xa trong một hai hôm vừa rồi thì gia đình em có việc bận à, nên là em cũng 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 chưa gửi đơn được cho các anh chị gửi đi xa được để thì hôm nay trong hôm, hôm, nay thì em cũng sẽ làm đơn để gửi cho các anh chị nhé để cây táo giống cây táo giống cây táo giống chuẩn nhé các anh chị cần giống giống tao nào thì em sẽ gửi cho các anh chị giống đó gồm có táo đài loan tao xuân táo đào vàng, táo chua, vân 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 đúng không nhỉ? Các anh chị cần táo nào thì em sẽ gửi cho. Đấy thì còn về cách trồng đúng không nhỉ? Thì em cũng đã nói trên nhiều video rồi. Còn chưa rõ thì các anh chị cứ alo hoặc điện lại điện thoại lại cho em. Hoặc kết nối Zalo theo số 0368052750 nhé. Thì em cũng sẽ hướng dẫn từ A đến Z. Trồng nó rất là đơn giản thôi, nhưng cơ bản là mình đừng cho lót phân hóa học vào là được nhé. Đấy, bởi vì các anh chị cũng đừng 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 tham là cho nó lớn nhanh ngay. Hoặc là cho nó lót ngay bởi vì cây táo này khác với cây khác nhé thứ hai nữa là nhiều anh chị cứ hỏi táo bầu cây táo giống là táo bầu hay không đúng nhỉ thì em cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi các anh chị cứ tham khảo video nhé Tại vì kinh nghiệm trồng của chúng em là trồng nữa đây các chị nhìn thấy chưa Đấy, hơn 20 năm gọi là 20 năm rồi nên là những chia sẻ nó rất là thực tế và rất là chuẩn xác nhé các anh chị nhé nên là các anh chị hoàn toàn yên tâm không phải lo lắng không phải suy nghĩ gì cả Đấy, giống chuẩn cây đẹp khỏe và tư vấn cho các anh chị từ A đến Z tức là từ lúc trồng đến lúc mà chăm sóc thu hoạch để các anh chị có quả nhé để có để mang lại cái giá trị thu nhập cho các anh chị nhá. có lẽ là buổi sáng bây giờ cũng là bây giờ là mấy giờ rồi đây? Cũng chắc phải 7 rưỡi rồi. 8 giờ rồi các anh chị ạ. 8 giờ ngày mùng 9 tháng 1 đây, 2021 đây. Em cũng sẽ phải 28 rồi. Đến thời điểm này mới vào thấy bút tay các anh chị ạ. Cởi cái tất tay ra rồi thấy bút tay rồi. Lạnh lắm nhưng mà tuy nhiên là hái thu hái có uh, nó cũng ấm thôi, nên không vấn đề gì cả. thì em cũng xin chào và chúc tất cả các anh chị một buổi sáng tràn uh, đầy niềm vui, sức khỏe hạnh phúc và đặc biệt là thành công nhé. Các anh chị cần trồng táo thì cứ, cứ alo cho em, cây giống sẽ gửi đến tận nhà. còn các anh chị hôm nay, ngày mai cũng vậy thì hẹn đến thăm vườn này rồi chơi ở đây thì giao lưu thì anh chị sẽ đến nhé. em cũng uh, rất là trân trọng và đón tiếp các anh chị ấy thì xin chào và cảm ơn các anh chị chúc các anh chị và gia đình thành công hạnh phúc em xin kết thúc video tại đây ui gió lạnh thế cơn gió cái là nó rung lay cái lá cái là là lạnh ngay các anh chị ạ lạnh kinh khủng luôn đấy